Mr. Đàm bị phản đòn, lộ clip ca sĩ vừa hát vừa nghịch dạng. Vụ lùm xùm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đâm đơn kiện chồng ca sĩ Bích Tuyền vì xây nhà không chắc chắn an toàn để anh ta bị tai nạn. Vụ lùm xùm này đang ngày một nóng hơn. Nguyên đơn là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bị đơn là chồng ca sĩ Bích Tuyền, người từng xem Đàm Vĩnh Hưng là bạn. Đáng nói là đòi hỏi của nam ca sĩ về khoản tiền bồi thường 15 triệu đô la Mỹ để rút đơn kiện. Đây là con số rất lớn, không chỉ với người Việt Nam mà cả với người Mỹ giàu có. Ban đầu có ý kiến cho rằng nam ca sĩ và bị đơn diễn kịch để kiếm 15 triệu đô la tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, diễn biến vụ việc lại không theo hướng suy đoán như vậy. Càng ngày càng rõ đây là sự tranh chấp thực sự giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và chủ nhà, nơi Đàm Vĩnh Hưng bị tai nạn. Ở Mỹ, việc trưng bằng chứng thuyết phục ra trước tòa cho vụ kiện tụng là vô cùng quan trọng. Tòa án ở Mỹ là tòa án độc lập nên với bằng chứng rõ ràng sẽ không thể chống lại được cho dù có thuê luật sư giỏi. Sau lùm xùm đơn kiện là một đoạn video được cắt từ livestream ghi lại buổi diễn của Mr. Đàm tại Mỹ được tung lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây chính là nguyên nhân dẫn đến chấn thương của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đoạn clip được tung ra sáng ngày 26 tháng 11 gây xôn xao cộng đồng mạng. Đàm Vĩnh Hưng được nhìn thấy đứng trên bồn phun nước biểu diễn bản Say Tình Không Phải Em. Cạnh anh còn có ca sĩ Hồng Ngọc. Trong clip, ca sĩ dùng tay lắc chiếc mâm vài lần để kiểm tra độ vững chãi trước khi leo lên. Sau khi leo lên thì chiếc mâm đổ khiến anh bị ngã nhào. Mọi người ở xung quanh đã kéo Đàm Vĩnh Hưng ngồi dậy. Trước đó, phía tỷ phú William, ca sĩ Bích Tuyền thì cho rằng khi các ca sĩ cao hứng và một vài ca sĩ cũng quá chén nên có ý tưởng bung lụa với những action độc và lạ trước khi chấm dứt chương trình. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng theo lời khuyến khích của các ca sĩ đồng nghiệp đã muốn nhảy lên chiếc mâm bằng đá của bồn phun nước để biểu diễn. Tuy nhiên, bất ngờ một phần mâm của bồn phun nước bị rơi xuống vỡ, cắt chân Đàm Vĩnh Hưng và khiến chảy máu rất nhiều. Chúng tôi đã nhanh chóng đưa nam ca sĩ đến bệnh viện cấp cứu. Đó là thông tin được đưa ra. Nếu clip trên là hình ảnh đúng của trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tai nạn, thì xem ra đây là một trường hợp bất lợi cho nguyên đơn. Một phán quyết về thắng hay thua trên tòa là do tòa án quyết định, phần đó hậu xét. Tuy nhiên, với clip này cho thấy khán giả đã phần nào hình dung được nguyên nhân tai nạn của nam ca sĩ. Có ý kiến nhận xét rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa hát vừa nghịch dại, tự gây hại cho mình, rồi lại đi kiện người khác. Xem ra tòa chưa phán xét mà dư luận đã phán xét ca sĩ này. 15 triệu đô la là con số lớn, có thể ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi hỏi cao như thế, nhưng chưa chắc anh được toại nguyện. Cái được thì chưa đến, nhưng cái mất đã bắt đầu hiện rõ. Dư luận hiện nay đang rất bất lợi cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì đoạn clip trên được tung ra. Mà nghề ca sĩ, tài sản quý nhất không phải là tiền mà lòng yêu mến của khán giả. Khán giả còn mến mộ thì anh còn kiếm được nhiều tiền. Khán giả hết mến mộ, sự nghiệp ca hát xem như bỏ đi. Đâm đơn kiện chủ nhà vì chính mình nghịch dại đang hình ảnh rất xấu. Không biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ lấy lại hình ảnh bằng cách nào đây? Một khi đã bị dư luận xấu trước công luận thì rất khó có thể lấy lại được hình ảnh cho mình. Trong thời gian vừa qua, dư luận xã hội cũng đã dìm rất nhiều trường hợp được cho là không hợp đạo lý, mà vụ Thích Chân Quang và Nguyễn Phương Hằng là ví dụ. Vì thế, một khi ca sĩ xem khán giả là tài sản quý nhất của mình thì làm gì cũng cần phải cân nhắc. Đạo lý là giá trị cần bảo vệ, chính là miếng cơm lâu bền nhất cho bất kỳ người nổi tiếng nào. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Mr. Đàm bị phản đòn, lộ clip ca sĩ vừa hát vừa nghịch dại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình, bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Ca sĩ Thành Lam banh cảng
chổng ngược, cộng đồng mạng nổi sóng thần. Những ngày qua, cộng đồng mạng dậy sóng vì video ca sĩ Thanh Lam trình diễn bài hát Áo Mới Cà Mau trong tập 12 chương trình Bài Hát Của Chúng Ta, một phiên bản Việt của chương trình truyền hình Trung Quốc. Trong phần trình diễn này, nữ ca sĩ mặc áo bà ba, hát dân ca Nam Bộ bằng giọng miền Nam và trình diễn vũ đạo rất táo bạo. Đáng nói là ở một số phân đoạn, ca sĩ U60 này được dàn vũ công Nam nâng lên cao, thực hiện động tác xoạc chân. Ngoài ra còn có cảnh ca sĩ được vũ công nâng người, giúp trồng cây chuối trên sân khấu, đưa chân lên trời và bùng ngang. Đây là những hình ảnh bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt trong những ngày vừa qua. Một vài ca sĩ thì khen ngợi lần đầu tiên được chứng kiến một tiết mục được dàn dựng dễ thương, bản phối mới cuốn hút. Tuy nhiên, đa phần phản đối vì cho rằng Thanh Lam làm hỏng bài hát, phần âm sai tiếng miền Tây. Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ này gây bão trên mạng. Trước đây, Thanh Lam từng bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt vì cô biểu diễn nhạc Trịnh Công Sơn như thể lên đồng. Cộng đồng mạng, đặc biệt là những người quen với lối biểu diễn nhẹ nhàng, du dương của dòng nhạc này nhận xét rằng Thanh Lam không tôn trọng nguyên tác. Lúc ấy cũng có một số ý kiến bảo vệ cô rằng nghệ thuật là phải sáng tạo và Thanh Lam làm tốt vai trò của người nghệ sĩ khi kiến tạo cái mới không trùng lập với bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Thanh Lam là ca sĩ thành danh, tuy nhiên bà đã 55 tuổi, lứa tuổi được xem là bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Việc trẻ hóa những ca khúc đồng quê hay nổi loạn trong phong cách biểu diễn của bà có đem lại làn gió mới cho âm nhạc hay không? Tuy nhiên, đó là gió mát hay gió độc thì cần phải có thời gian để mà kiểm chứng. Trong nghệ thuật, một tác phẩm đặc sắc, một phong cách mới đôi khi ban đầu bị phản đối. Tuy nhiên, nếu là nghệ thuật đích thực thì theo thời gian sẽ được chấp nhận và rất bền lâu. Cho tới nay, phong cách biểu diễn như lên đồng của Thanh Lam với dòng nhạc Trịnh đã không để lại ấn tượng gì ngoài những lời chê bai. Lối trình diễn sâu lắng, ưu tư, chiêm nghiệm vẫn là phong cách được cho là phù hợp với nhạc Trịnh và được người nghe nhạc chấp nhận nhiều nhất. Với lối trình diễn của Thanh Lam, người bảo vệ bà thì cho là phá cách, người chỉ trích thì cho là phá nát. Những động tác vũ đạo bị cho là quá lố, phản cảm của ca sĩ đa số cho rằng bà đã phá nát dòng nhạc đồng quê Nam Bộ. Dòng nhạc này cần lối vũ đạo dịu dàng hơn, mang chất đồng quê và nền nã thay vì lẳng lơ, bốc lửa như cách bà trình diễn trên sân khấu. Vào năm 2017, ca sĩ Thanh Lam cũng gây bão mạng với nhận định miền Nam có nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Ngay lập tức, không chỉ công chúng mà nhiều người trong nghề cũng phản ứng một cách mạnh mẽ với quan điểm của bà. Khi đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phản pháo đàn chị rằng chị Lam nói câu đó quả thật hơi cạn và tự đưa mình vào thế cô lập, nếu không muốn nói là chị đã đào sâu thêm khoảng cách giữa ca sĩ hai miền Nam Bắc. Có lẽ gây chấn động mạng cũng là cách để ca sĩ U60 làm nóng lại hình ảnh của mình sau một thời gian mờ nhạt. Tuy nhiên, nếu bà muốn gây ấn tượng với giới trẻ thì hãy cẩn thận. Có khi không để lại ấn tượng gì với giới trẻ mà lại đánh mất người hâm mộ trung niên và thành phần từng nghe Thanh Lam biểu diễn từ thời đỉnh cao phong độ cho đến ngày hôm nay. Hầu hết các ca sĩ gạo cội luôn giữ gìn hình ảnh của mình, chấp nhận lượng khán giả hạn chế từ trung niên trở đi. Giới trẻ nên nhường lại cho các ca sĩ trẻ. Nếu ca sĩ già lại muốn hốt luôn giới trẻ, thế e là lợi bất cập hại, chỉ nhận lại lời chê bai. Quý vị và các bạn đã xem bản tin ca sĩ Thanh Lam banh càng chổng ngược, cộng đồng mạng nổi sóng thần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.